Dạ, nó mẹ người bốn con gì Trời. vậy nó tao đau mấy người chết như này mẹ dưới mình theo mình đeo là ở dưới cái nhìn sau ông ngoại gõ mỏ vô nó chết luôn đi Ôi nó trời, nói vậy luôn hả nó con? đánh đỏ luôn cô thiệt nãy Ủa. giờ cô nghe cô buồn vậy lắm cô không có nói đâu Ủa cô trời. nãy giờ cô nằm cô suy nghĩ cô nói chuyến này nó về chắc cô đuổi nó đi luôn cô đuổi thẳng luôn cô nói thiệt Dạ kính chào quý khán giả ha. Thì hôm nay vào buổi chiều thì buổi sáng nghe cô mệt thì không biết là buổi chiều này cô có còn khỏe lại không, có gì khán giả hay là vẫn còn mệt tiếp đó. Cô thấy bữa nay thấy chồng mình trong máy thấy không im mà quý vị khán giả thấy thằng Thái này kia nó xuống sắc Chào à. cô. Vậy cô vấn này khỏe không cô? Rồi cô có muốn đi khám bệnh không? Để hai con chở cô đi khám bệnh. Thôi đi để ngày mai cô đi. Dạ. Rồi ra ngoài đây ngồi luôn đi con. Rồi ngồi ra ngoài đây luôn đi. Nghĩa là mình cũng thấy con như vậy quý vị khán giả, rồi mình cũng muốn mình với Lộc rồi cũng muốn chở cô đi khám bệnh, nhưng mà cô nói thôi đỡ rồi. Tranh thủ chở cô đi để cho nó coi tình hình bệnh sao. Tại vì cô đi tháng tư nguy hiểm quá. Tại bây giờ thì cô Long thì không có nhà, còn chú có nhà nhưng mà chú phải giữ bé Đức rồi, thành ra hai con cũng tính là chở cô đi khám bệnh để coi nó có sao hay không. để ngày mai sáng cô mượn cho cháu nó chở đi Dạ mà tự giờ cô có uống thuốc này chị kia chưa, có mới uống thuốc rồi rồi thấy trong mình máy đỡ chưa, thấy lỡ lỡ còn cái tay nó nhức cái này nó lên cái tay nhức tay hả? mấy ngày mới nhức lại qua nay à bữa không nhức rồi uống thuốc đến hết Là. Rồi hôm nãy con nghe cô nói á, ngoài á, con nghe cô nói là anh Long nói là chừng khi nào anh Long về cô. Thì kêu nó ngày mai về nó mẹ người bốn con gì Dạ. vậy nó tao đau mấy người chết này mẹ dưới mình theo mình đeo là ở dưới À. cái nhìn sau ông ngoại gõ mỏ vô nó chết luôn đi Ôi trời, nó nói vậy luôn hả con? đánh đỏ luôn cô thiệt nãy giờ Ôi. cô nghe cô buồn vậy lắm cô không có nói đâu Ôi trời. Nói vậy luôn hả quý vị khán giả? Vậy mình nhiều quý vị khán giả còn bên chim sâu thật sự từ lúc xưa giờ con quay từ đầu chim sâu rồi xong mới biết tới cô chú ha, thì thấy lần này là cô rất xúc động luôn mà mình không hiểu sao luôn quý vị khán giả. Bó tay thật sự là tối hôm trước là con đã nghe chị nói là con cũng rất là buồn nhưng mà con gán nén lại tại vì mình cũng không chắc được nhưng mà bây giờ là nghe cô nói vậy thì thôi con cũng không biết sao xử sự như thế nào Con có nói gì đâu, con nói mày nghe nó yên lên. Nó biểu tao chết luôn đi. Mày thấy không? Mày chóng mắt mày lên bây giờ mày đeo nó hoài đi ta. Rồi anh Long có nói gì không con? Cầm thân nó không có nói gì chăng. Thật đó, mình nghe cô mà kể mình còn bức xúc quá gì nữa nhỉ? Tại hôm qua con có điện rồi à, thì chuyên sâu nói là bây giờ không cần mấy ông quay nữa, tôi có nhà rồi à, còn bây giờ thì cô điện thì cô là mẹ chồng mà nói gì luôn biết rằng là chim sâu khờ khờ thì quý nhiên khán giả nhưng mà phải vừa vừa thôi chứ dữ quá mà ai chịu nổi. Cô nãy giờ cô nằm cô suy nghĩ cô nói chuyến này nó về chứ cô đuổi nó đi luôn cô đuổi thẳng luôn cô nói thiệt cô quá giận trong bụng rồi Dạ. nói vậy chứ nhưng mà không biết sao có đủ đàn hay là không hay là sao thấy nó nói chuyện đâu biết rồi nó hỗn Dạ. loạn quá Con nói với cô như thế này, cái cách mà chị chim sâu cư xử ăn thua là ở anh Long thôi, anh Long có thể dạy được chứ không ai không được, anh Long mà cứng rắn thì chị chim sâu nó sẽ mềm mỏng. Cô thấy không giống như Con mấy chứ con thấy là anh Long chị được thôi, cô thấy không, đi tắm đi súc miệng anh Long nấu một tiếng bột dẫn đi cái bột chứ ngoài ra là không thấy ai mà dạy được chị hết. Đây cái đó thì ý kiến con thấy riêng thôi chứ còn về cái phần cái quyết định của gia đình mình thì con không biết như thế nào. Tại vì nhiều khi giờ chị về nói vậy nhưng mà khi mà về đây thì
chắc chắc cô thương anh Long là dễ gì cô ấy. Bình tĩnh để xử lý, tại bây giờ con thấy cô cứ đối xử bình thường vậy mà có những khán giả vô là nói cô cái này cái kia, mà cô mà bây giờ mà hiện tại mà cô mà tới đuổi chim sâu nữa là con thấy là nó hơi khó lắm mà. Anh Long chứ thường nhiều khi khán giả nói ghét cô chứ đâu có thấy mà chim sâu nó nói chuyện với cô cách sao sao đâu mà hiểu. Cô nói thiệt nhiều cái cô tức mà cô buồn vậy lắm, mà tại cô không nói, thấy nó bệnh nó vậy đi, mình nghĩ là nó vậy, mà có nhiều cái nó nói chuyện với cô là nó rất là khôn khéo chứ không phải mà nó ấy. Nhưng mà cô thấy sao mà khán giả nói là cô biết chim sâu vậy mà còn trách móc cô nghĩ sao? Nó phải mà nói như vậy, nó đừng có nói những cái gì mà cho cô buồn đi, là cô cái đó là cô mới trách nó, mà tại vì nó cũng khôn, nó cũng biết, nó thấy là cũng như là theo cô về đây là nó không có được tự do, nó để cho nó tự do, nó muốn làm gì nó làm, tại vì cô về đây là cũng như cô dạy cô biểu như nó làm này làm cái kia cho nó sạch sẽ lại thôi, mà khán giả người ta không biết, người ta nghĩ là chắc cô ghét bỏ nó, nhưng mà cô nói thiệt cô rất là thương nó chứ không phải cô không thương. Ý là cô muốn cho chim sâu nên người thôi Đúng rồi, cô muốn cho nó nên người, cô nghỉ cô dạy nó thôi, còn cái ý của khán giả ngoài là một với hai là chim sâu nói là chắc cô ghét bỏ nó, mấy là hất hủi mấy đuổi sâu nó không, mà cô chưa có nói cái tiếng nào mà nói để sâu đuổi nó chứ. Người ngoài người ta nói là nó là bệnh hoạn đồ này kia, cô nói thiệt rất ra là chim sâu nó rất là khôn chứ nó không phải mà nó có cái bệnh hoạn, cô để ý cô biết gì vậy. Nhiều khán giả hỏi sao mà không để cho chị đi chùa cúng chùa mà kêu chị về, trong khi đó thì cả nhà cũng thấy cô bệnh gì đó. Tụi mình thì muốn chở cô đi thì cô không chịu, cô chủ yếu là muốn con trai mình chở đi thôi, rồi bắt quá thì ngày mai cô nhờ cháu của cô chở đi Buổi đó. sáng cô mượn nó chở đi dùm. Nói chung á thì mình chỉ tới là thăm hỏi sức khỏe của cô thôi, ngoài ra còn cái chuyện riêng tư gia đình đó thì cô chú quyết định như thế nào là quyền của cô chú, mình đâu có dám xen vô. Cả nhà nhiều khi cả nhà bình luận thì mấy anh em cũng buồn lắm. Cũng buồn lắm, thật sự cô cũng biết á, hai con là quay chim sâu từ cái lúc mà chim sâu đã chìm rồi mà hai con quay tới ngày hôm nay để cho nhiều khán giả được biết, thông qua chim sâu rồi mới biết cô chú. Thật sự hai con làm là không có kể công, tại vì mình cũng quay cũng được cái số lượng khán giả thương để xem để ủng hộ cho mình, cũng có kinh phí. Nhưng mà từ cái ngày mà chị với anh Long đó, bắt đầu đi đi chơi đây đó rồi bắt đầu đủ thứ các kiểu, mà khán giả người ta đâu có còn thương như lúc trước đâu, Đâu còn thương đâu. cuộc sống đơn giản thì người ta còn thương, mình đi làm đi kiếm tiền nuôi sống bản thân người ta còn thương, chứ nhiều khi mà lên mạng mà hung hít này kia đủ thứ các kiểu thì người ta không có thích. Con nhiều lần con cũng góp ý lắm rồi nhưng mà lần này thì con không có dám xen vô nữa, Xen vô chị nữa. muốn đi đâu thì là quyền của chị thôi. Quyền. Giờ nói chung ra khán giả cũng nhiều người điện cho cô nữa, thật ra cũng mấy người điện điện là vẫn là cứ nói như sau này kia vậy đó, biểu cô nói là làm sao cho chim sâu đi, không có cho ở trong nhà cái gì đâu mà hung hít vợ chồng, chứ đâu phải lâu dài, chứ đâu phải một ngày một bữa mà ôm tới đâu thì ôm hung hít lên mà người ta không có chịu, người ta không ưa, người ta không thích, biểu cô làm cách làm sao chứ. Giờ mà điện thẳng cho cô luôn á, điện nói chuyện thẳng với cô luôn, bởi vì giờ có cái cô đó cô cũng nói là anh dữ lắm đó, bây giờ nó cắt cuộc gọi của anh ta luôn rồi, nó không cho anh ta gọi, nãy ta điện rồi ta nói với cô, ta nói là cái cô đó ở bên Mỹ đó nha, cô nói là Út nói Long nó mở cuộc gọi điện thoại của nó ra rồi nó cắt cái điện thoại của nó, cắt cuộc gọi của con rồi nó không cho con gọi. Vậy là anh Long mình nói chung bây giờ là anh thương chị như lắm rồi, còn nói chung là tình cảm của hai người quá rồi. Quá rồi. Đó.
giữa cô chú với anh chị thì con thấy anh Long thương chị Kim Sâu rất là nhiều luôn, thương hơn cả bé Đức nữa, nói thẳng vậy. Đúng luôn, nhiều cái nó quýnh nhỏ, nhiều cái út cái cũng nóng ruột Long bây giờ, chứ đó giờ nó đâu có quýnh con nữa đâu. Nó giờ không biết nó sao giờ cô nói. Đức nó vô cái đủ thứ. Dạ. Hiếu vắng tình mẹ ha, không bây giờ dạ, cô còn người cha mà cũng cha không mà. Có gọi là chăm sóc đầy đủ nữa chứ nó hồi đó nó cũng thương con nó dữ lắm mà sao mà giờ nó vậy lắm. Ừ. Ý là từ cái lúc mà ở còn ở nhà cũ là cũng vẫn còn thương ha, cũng mà còn thương con và ấy. Từ mà qua nhà mới là thấy lợt lạc hơn nhiều phải không cô? Bữa đó nó cự với Chim Sâu á, biết có một lọc quay không biết là nó nói nó đuổi Đức đó, đi về bển ở đi. Dạ. Nhà này nhà của tao chứ không phải nhà của mày. Dạ. Nó nói thì Đức vậy đó, còn Đức nó nói lại Đức nó đâu có nhịn, Đức nó nói nhà này nhà của tôi. Dạ. Nó nói nhà của bà. Dạ. Bỏ quần áo mà đi về dưới đi. Dạ. Còn Đức nó cũng biết nói mà không ai dạy mà. Dạ. Không ai dạy nha, tự nói ra vậy luôn. Còn Đức nó cũng biết đó, chứ không phải là nó không biết, tại nó lì vậy thôi. Không thì đa phần mấy đứa mà nó hiếu động thì nó sẽ lì. Ừ, đó. Còn giờ cũng hết đường nghỉ luôn, 15 rồi luôn. Nãy tại nó ngồi, chắc cái đó nó ngồi trong chùa. Dạ. Điện nó nghe là mấy thầy sư người ta giảng hay gì. Dạ. Nó mẹ ơi ông sùng đó. Yeah. Chắc nó ngọt trong chùa thì mấy đứa dẻo ăn cơm gỗ ngồi. Yeah. Rót điện nó luôn. Yeah. À, là cô tin báo với ảnh là cái tình trạng sức khỏe của cô vậy nha. Cô đau, cô nói mà hỏi chừng nào con về, nó nói ngày mai con về, ủa ngày mốt con về mẹ ơi. Tôi nói con ngày mai về đi, mẹ đau này nè, mẹ bệnh đó, mẹ không có giữ được nổi mà giờ mày đi về, mày chở với mẹ đi chế thuốc này kia chứ giờ ba mày vậy gần Đức nữa làm sao chở mẹ đi được. Cái con kia ngoại võ mỏ nó cho chết luôn đi. Ồ, cái đó chắc cô nghe cái câu đó chắc cô gớt không đau á, thiếu đau luôn, nó thiệt luôn. Ở chứ nó ngu, nó khùng, nó khùng sao mà nó giọt lên nó nói được tiếng nói đó, cô nói thiệt luôn. Nó mở miệng lên từ nữa. Hồi nào tới giờ là từ cái lúc mà cô biết chị tới giờ mà chị có nói gì không? Nó đâu có là gần Út được đâu, không có nói có chỉ giờ bây giờ Út gì ở đây, Út gì ở đây là mới gần gũi mới ấy gầy ra nó rồi. Mà hồi từ hồi nhà cũ đâu có vậy đâu, đâu có vậy đâu. Nhà cũ mới là thấy con ta. Biết là chị nói chung là tánh tình không có hung dữ như bây giờ quá trời đó. Quá. Nhờ thẳng đây Út nói luôn nè. Dạ. Trời nhiều khi á Út nghĩ á nha, Út nghĩ là Út cất được cái nhà này là hoàng, là đồ đạc ở trong nhà của cải. Yeah. Ý người ta không có muốn cho Út về đây ở. Yeah. Gò bó Chim Sâu. Yeah. Muốn làm sao cho Út đi về, trở ngược về bến cho Chim Sâu ở. Yeah. Không thẳng một chút. Yeah. Cô nói thẳng luôn, cô nói thiệt luôn đó. Yeah. Cô nghĩ vậy mà cô không có nói ra, không có nói cho ổng nghe luôn. Yeah. Để tao sợ ổng buồn, ổng mà nghe cái gì ổng bất xúc buồn dữ lắm, cho ổng nằm lì để ổng có nói tới. Thì sáng nay tụi con cũng nói với cô như thế này. Thì tụi con đi quay chị Kim Sâu từ cái lúc mà phát hiện cô chú về đây ở đó là có hai luồng khán giả. Tụi con thì chỉ nằm ở chính giữa thôi, không có, nói chung là không có binh vực ai hết. Yeah. Mình đứng ra để mình phân sự tích thật như thế nào quay như thế đó, chứ không có bao giờ mà đưa lên mà binh ai hay là bỏ ai hết. Hết đó, có hai luồng khán giả nha cô, chứ không phải là chuyện đơn giản. Người ta điện con rất là nhiều từ cái ngày mà con quay cô chú và với anh đám này là quay cô chú lên là bắt đầu là. Yeah. Được đề xuất là rất là nhiều khán giả biết tới và từ đó người ta điện rồi dạo gần đây thì con cũng không có để số điện thoại á. Yeah. Rồi người ta điện, người ta hỏi số điện thoại cô rồi số điện thoại anh Đông đó, nhắc nhở là đừng có cho hung hít. Yeah. Trên màn ảnh. Rồi nói chung là đủ thứ các kiểu mà con nghe nghĩ rồi con cũng quải luôn.
không biết góp ý đằng nào cho nó vừa này. Thì em cũng nói quý vị khán giả luôn nha, thì quý khán giả xem được video thì em cảm ơn, còn không xem thì em cũng cảm ơn. Mà một điều quan trọng nhất, cô và chú cũng lớn tuổi rồi, quý khán giả cũng làm rất nhiều điều cho chim sâu rồi, đúng không? Mà mình cũng coi cái là mình gọi là văn hóa giao tiếp đi, mình cũng phải là bình luận công tâm một tí nha, chứ không phải là nói cô chú nói này kia, không phải là mình nghiêng về bên chim sâu mà lỡ làm này kia cho cô chú buồn ha. Chứ cô chú cũng có làm gì đâu sai đâu, bây giờ hai em thì cũng đưa ra là những hình ảnh chân thật nhất cho quý vị khán giả được bình luận theo ý thích của mọi người. Nhưng mà em cũng nói với quý vị khán giả, cô chú cũng lớn tuổi rồi ha, mình có bình luận giống như mình có thương chim sâu dữ quá thì mình cũng đừng có bình luận mà gọi là gắt gao quá, cũng tội nghiệp cho cô chú. Thì ông thấy từ hồi ở chuyện đây ở đây tới giờ là gì đó, chim sâu nó gì đó. Dạ. Mà hồi đó có người nói với ông là chị ở bển là đúng. Dạ. Tại vì là chị về đây là con chim sâu nó không có dám ở. Dạ. Chị ở bển cho nó ở đây cho nó lấy rồi sao lại đây rồi không tự tự đi bán vé số rồi nó xong. Dạ. Chị về đây chị ở là chim sâu nó không có thể nào mà ở trong nhà được. Dạ. Út suy nghĩ nó là nếu mà Út ở đây thì chắc có lẽ người ta cũng chỉ bảo chim sâu là đối xử với mình như vậy. Dạ. Cho mình chán mình buồn. À, giống như làm áp lực cho mình chán mình buồn mình đi phải không? Nhưng mà Út nói không bao giờ Út đi, tại vì dạ, nhà là nhà của Út mà. Đúng rồi. Nhà của Út thôi chứ đâu phải mà nhà của nó đâu. Dạ. Đó. Không phải vì cái chỗ đó mà mình đi mình bỏ nhà bỏ cửa mình sao? Út không bao giờ Út ghé Út ở đây thử rồi một là chim sâu, hai là ngân thử coi là thằng Long này nó nghĩ sao, nó nghĩ làm sao mà nó để cho con này nó như vậy, ừ, đối xử với mẹ mình như vậy. Thằng Long nó về đây là nó còn nhiều cái cặn ốc nói chuyện với nó. Thì đợi vài ngày tới rồi cô sẽ về nói chuyện trực tiếp với Long thêm một lần nữa phải không cô? Nè, đó đó. Thì bây giờ nếu không phải Út nói ra mà nhà cửa Út đầy đủ rồi mà bỏ chim sâu. Dạ. Nhưng mà bây giờ nó đối xử với Út là quá kỳ cục, cũng không tưởng tượng được cái đối xử của con chim sâu này. Thì bây giờ nếu mà nó ở trong nhà được thì nó ở không được thì nó đi. Đó, cũng vậy. Nhưng mà Út không có đuổi nó. Nó đi nó ở thì nó ở. Chứ nhưng mà nó đừng có nói nhiều câu mà Út nghe không có được thôi. Chứ giờ Út không biết nói với nó sao nữa giờ. Người ta biểu Út cứ việc nó nói gì hổng với bà mà quýnh mà giả mà không bao giờ có. Út không bao giờ thì Út cái gì thì Út để trong bụng. Dạ. Út suy nghĩ là nó đau bệnh thôi, nhưng mà bây giờ Út suy nghĩ lại mấy câu nói với Út là nó không bao giờ nó có, không bao giờ nó có cái bệnh đó. Dạ. Ý là bây giờ là Út cứ nghĩ là chim sâu là không có phải là tới cái bệnh mà khờ nặng như phải không? Dạ, cũng có nhưng mà cái phần là chấp nhận được thôi, mà giống như bây giờ chim sâu là giống như dùng áp lực mà gọi là làm cho nặng hơn, nặng muốn cho mục buồn. Đích là cho Út về bản nặng chim sâu được tự do hơn ha. Nói với giờ cái này là của nhà cửa của mình. Dạ. Mình bỏ mình đi rồi về đây cái nhà này thành cái gì. Dạ. Ý là cái nhà cũ thì mình về cái nhà dạ, có cái gớm cái ghê đúng luôn đó. Thì đừng nói chi cái nhà này rồi thì bỏ cho. Em cũng nói cho quý vị khán giả cho hiểu cô ha. Thì trong nhà thì chỉ có một phòng thôi, mà phòng này là ưu tiên cho anh Long với chim sâu rồi. Đội gì nữa quý vị khán giả, cô phải ngủ ở ngoài, đâu gọi là cái phòng đâu. Đúng rồi, cái giường đó đâu gọi là phòng. Còn đây có cái phòng che kín đáo. Nói là cô làm tới cái điều này rồi, quý vị khán giả có những khán giả mà thương chim sâu thì em cũng cảm ơn. Nhưng mà mình phải công tâm một tí quý vị khán giả, chứ đâu phải vậy, nhà trong nhà có một phòng mà ưu tiên cho con ruột với con dâu ở rồi, mình phải ra ở ngoài. Nó đi là nó bỏ mấy bộ đồ dơ trong thao, Út ra vô Út thấy Út tắm rồi thôi, Út thấy nó cởi giặt luôn cho nó. Giờ hồi đó vậy thôi tội của giặt luôn cho nó thôi luôn đó là vậy thôi đội gì đúng gì vậy, hôi thối rồi. Dạ. Gây cái đem bỏ nữa. Dạ. Út thấy Út tắm rồi Út giặt đồ Út rồi thấy vậy thôi. Giặt dạ, cho nó luôn đi. Chứ để bỏ ở đây tới nó đi tới 3-4 ngày nó về là thối luôn rồi. Dạ. Còn gì nữa. Út vậy thôi Út thấy giặt luôn thôi. Dạ.
hỏi chứ đối xử với nó làm sao nữa bây giờ đây. Dạ. Ông không biết đối xử với chim sâu làm sao cho những người khác người ta vừa bụng. Dạ. Nhờ Út suy nghĩ có cái nước mà đút cơm cho nó ăn hay là yeah. ẩm bồng nó đi tắm rừng lâm gì đó nó yeah. đà sắc Út như vậy đó người ta mới vừa bụng. À, dạ thì con cũng nói cho Út, cho Út mừng ha. Lúc trước á, thì cũng nhiều khán giả chưa hiểu về Út thì có bình luận là rất nhiều, là phê phán Út mà nói những cái câu mà gọi là thậm tệ luôn. Còn bây giờ thì cũng còn, nhưng mà số lượng đã giảm 50% mà tại người ta coi từ cái lúc đầu tới bây giờ thì những khán giả đó cũng hiểu phần nào, thì Út cũng vui lên ha. Tại giờ cũng còn phần ít khán giả là nói không tốt về Út thôi. Thôi Út đừng buồn nữa, cố gắng lên Út ơi. Dạ. Dạ. Thôi thì cũng tạm dừng đây. Kính chúc cả nhà một ngày vui vẻ, sức khỏe, làm ăn phát tài ha. Dạ chào Út nha Út. Dạ. Dạ.